Vâng, xin chào các bác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bác cách chuyển camera sau trên chiếc camera hành trình vào Vision A38 chỉ cần bằng một cái vẫy tay thôi. Thì như các bác thấy trên tay mình là chiếc camera hành trình A38 này. Thì các bác vào một cài đặt cho mình nhé. À, một cài đặt này. Các bác vào một cảm biến cư chỉ. À, một cảm biến cư chỉ này nó sẽ có ba mục khóa video, chụp ảnh và máy ảnh sau. Thì các bác chọn một máy ảnh sau cho mình nha. Các bác bấm OK. À, như vậy khi các bác chỉ cần vẫy tay một cái là nó sẽ tự động chuyển qua camera sau nhé. À, như vậy tự động chuyển qua camera sau nhé. Khi các bác muốn trở lại thì các bác chỉ cần vẫy tay lại như thế. Mình thử lại này, chuyển camera sau. OK, có vạch chi lùi nha các bác. Vâng, cảm ơn các bác.